Quốc hận hay hành trình tự do? Ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận cả dân tộc, đã là ngày lịch sử, không ai có quyền thay đổi, phỉ báng, chê bai và xuyên tạc ngày lịch sử này. Chỉ có Việt Cộng mới làm như thế. Trái lại, chúng ta phải lên án Việt Cộng gọi ngày 30 tháng 4 là ngày thống nhất. Vì thực tế ngày 30 tháng 4 là ngày đau thương chia lìa toàn dân tộc Việt Nam, chứ không chỉ riêng gì miền Nam. Đổi ngày quốc hận, ngày trốn chạy đau thương, sao gọi là ngày hành trình tự do được? Còn nếu dùng ngày hành trình tự do thì nên tránh ngày 30 tháng 4. Gọi như thế là lừa bịp các thế hệ tương lai, làm các thế hệ tương lai hiểu sai lầm về ngày lịch sử này. Ngô Thanh Hải là người tị nạn Việt Cộng và là người đại diện một tổ chức cộng đồng, không thể bắt tay Nguyễn Thanh Sơn và Việt Cộng, vì Việt Cộng là băng đảng cướp ngày trộm đêm toàn dân Việt. Chúng ta không đội trời chung với kẻ gian ác. Ngô Thanh Hải với chức vụ nghị sĩ Canada chỉ nên làm việc với Việt Cộng tại những nơi công cộng, công khai của chính quyền Canada tổ chức. Người tị nạn không nên gặp riêng như Ngô Thanh Hải đã làm. Tai họa đầu tiên của hành trình tự do là gây chia rẽ trong cộng đồng. Trong quá khứ đã có nhiều âm mưu muốn thay đổi ngày quốc hận thành ngày tự do Việt Nam. Tháng Tư Xanh, năm Việt Nam, Nam Việt Nam, tị nạn Việt Nam, ngày thuyền nhân, cựu Việt Nam Cộng Hòa, và nay là ngày hành trình tự do. Xin vui lòng chuyển video này cho nhiều người cùng nghe, nhất là giới trẻ trong ngoài nước, người Mỹ, và cho tôi câu hỏi trái chiều. Cảm ơn mọi người thiệt nhiều. Đọc tin ngày 5 tháng 5 2015.